của thép vân gỗ hay cửa nhựa composite? Sự khác biệt của hai loại này là gì? Và chúng phù hợp lắp đặt cho những vị trí nào trong ngôi nhà của bạn? Và bây giờ hãy cùng Sài Gòn Đo tìm hiểu ngay nhé! Trong quá trình xây dựng hay trang trí nội thất, việc lựa chọn cửa là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên không gian sống đẹp và tiện nghi. Cửa gỗ nhựa composite là dòng cửa được cấu tạo từ hạt nhựa, bột gỗ và bột đá cùng các chất phụ gia. Cửa được sản xuất bằng công nghệ đùn nhiệt và ép áp lực cao giúp cho bộ cửa có độ cứng vững chãi. Trong khi đó, cửa thép vân gỗ là loại cửa được làm từ thép, được phủ lớp sơn tĩnh điện có họa tiết vân gỗ giống như gỗ tự nhiên. Cửa thép vân gỗ là một loại cửa mới xuất hiện trong một vài năm trở lại đây trên thị trường Việt Nam. Với khả năng chịu nhiệt tốt và thời tiết tốt, cửa thép vân gỗ có độ dày 50mm giúp cho bộ cửa có khả năng chống ồn và chống cháy cực kỳ tốt, nên được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng sử dụng cho cửa thông phòng và đặc biệt là cửa chính. Cả cửa gỗ nhựa composite và cửa thép vân gỗ đều có những ưu điểm riêng của mình. Tuy nhiên, do có sự khác nhau về cấu tạo và chất liệu nên cửa gỗ nhựa composite và cửa thép vân gỗ đều có những ưu điểm riêng. So với cửa thép thì cửa gỗ nhựa composite phủ lên bề mặt là một lớp phim cửa đa dạng màu sắc và đường vân giúp cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với không gian nội thất của gia đình mình. Chính vì vậy, cửa gỗ nhựa composite rất thích hợp để làm cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh, cửa nhà tắm cho căn hộ. Còn nếu bạn muốn chọn một loại cửa có độ bền cao, chống chịu được va đập và ảnh hưởng của thời tiết thì cửa thép vân gỗ sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và nếu như bạn còn đang băn khoăn không biết chọn loại cửa nào thì hãy liên hệ với Sài Gòn Đo để được tư vấn ngay nhé.